Xin chào anh chị, đây là clip số 12 của nhóm bài Dynamo ứng dụng cho Revit. Thì ở đây là giống như cái clip trước á, là mình đã nói về cái chuyện là tạo cái danh sách bản vẽ từ file Excel. Bây giờ thì mình sẽ còn Ctrl Z lại, coi như là mình chưa có làm gì hết. Đây, coi như là chưa có tờ giấy nào hết. Và cái file Excel của chúng ta đó là đã chuẩn bị sẵn ở trong clip trước rồi. Rồi, file Excel đó đây. Đó là có cái number và cái name. Và nó không có những cái dòng dư ở trên. Bây giờ thì mình sẽ tạo ra một cái file Excel, tạo ra một cái Dynamo. Rồi, mình sẽ chọn chỉnh về menu. Rồi thì cũng như cũ, cũng như cái trước, file path ở đây. Rồi tìm thêm một cái nữa là file from path. Rồi nói lại, cái này mình sẽ chỉ đường dẫn đến cái file Excel của chúng ta. Rồi ok, tiếp theo đó là cái này thì mình phải tìm, đó là Excel file. Xóa cái dòng dư này. Read ở đây. Đây, cái này nè, nó là của package Excel Reader. Mình vào phần menu package. Đây chính là cái package này đây, Excel Reader. Khi các bạn cần tìm thì các bạn vào search for package rồi và các bạn đánh đúng cái tên này, nó sẽ đưa vào cho các bạn. Rồi đây là cái file. Còn cái name thì mình sẽ đánh vào đây, list 1. Ok, các bạn đánh đúng cái tên của nó. Ví dụ như là nó có tên là ví dụ là nó tên nó là danh sách bản vẽ, thì bạn ở đây cũng đánh được đúng chữ danh sách bản vẽ. Như vậy đó là cái này là theo quy luật của nó. Còn cái by column này nè là true hay false. Cái này theo cột rõ ràng mà, thì mình sẽ để là true. Chính vì theo cột cho nên một lát nữa là mình mới phải dùng transpose, mình bẻ ngang nó. Còn cái range thì không có cần. Nhưng mà nếu như á, mà cái bên file của mấy bạn á mà có những cái dòng, ví dụ tiêu đề này nọ đó, thì bạn thêm cái range này cũng được. Rồi cái phần tiếp theo thì giống thôi. Get item, add index. Đây, và đánh hai chuột. Nó có hai cái index ha, 0 và 1. Thêm một cái quad nữa. Đây. Rồi. Ok, đây là một cái. Ctrl C copy đẩy xuống. Đổi số 0 này thành số 1. Rất đơn giản. Thì mình sẽ có hai cái. Và đây chính là những cái number của nó, switch number, và đây là switch name. Và cuối cùng á, thì mình chỉ cần á, là chọn cái node là switch by name, number, title, block and view. Và cái này cũng không có S. Chỉ có clip những cái bài ở clip số 8, số 9, số 10 đó thì dùng cái có S. Hai cái này những cái clip trước mình đã nói sự khác biệt rồi. Rồi cái này là name nè, name thì vào name. Cái này number thì vào number. Còn cái này mình sẽ tìm mà family type, nó đây, đánh chữ family là ra rồi. Rồi mình sẽ lấy cái khung tên, đánh chữ khung. Đây đây. Ok. Tên hơi bị dài. Và cuối cùng là view. Thì đánh chữ view. Rồi. View có S nha. Ok. Thì mình lấy đại cái gì đây? Tay đọc đi, mà đứng tay đọc đi. Bạn cứ chọn cái nào cũng được. Rồi như vậy là xong. Mình bấm lưu lại X2 đi. Rồi, bây giờ mình bấm chạy thử. Cái này nó sẽ lâu hơn cái kia. Nó chạy xong rồi. Ok, nó tạo ra. đó, kết quả vẫn giống hệt. Tuy nhiên á, là cái này nè nó sẽ khác một cái, đó là cái kia đó khi bạn chạy xong nó sẽ mở file Excel lên cho bạn, còn cái này là không. Cho nên nếu như mà máy của bạn không cài Excel mà có một cái file Excel người khác đưa đó rồi kêu tạo cái sheet list từ nó đó, thì hãy sử dụng cách này. Rồi, vậy là clip này kết thúc. Cảm ơn mọi người. Đây là kênh chuyên về Revit, Dynamo và chấm chấm chấm. Cảm ơn mọi người.